Chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi phần tin 24 giờ. Và sau đây, mời quý vị cùng theo dõi một bản tin có liên quan đến Việt Nam cho biết xử phạt 4 công ty dược và công bố sản phẩm vi phạm về chất lượng. Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế của Cộng sản Việt Nam, từ tháng 3 cho đến nay, đơn vị này đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 công ty dược sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng của người tiêu dùng. Đó là công ty cổ phần dược phẩm Tifaco, công ty cổ phần dược Trung ương 3, công ty cổ phần dược Trung ương 2, công ty cổ phần BV Pharma. Công ty cổ phần dược phẩm Tifaco ở tỉnh Tiền Giang bị xử phạt vì sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, buôn bán nguyên liệu làm thuốc đã hết hạn sử dụng. Công ty cổ phần dược Trung ương 3 thành phố Đà Nẵng bị phạt 40 triệu đồng vì sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 của thành phố Hà Nội bị phạt tiền 70 triệu đồng về hành vi sản xuất thuốc không đạt yêu cầu chất lượng. Công ty cổ phần BV Pharma của thành phố Sài Gòn bị phạt 70 triệu đồng do sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cùng với việc yêu cầu thu hồi và tiêu hủy, Bộ Y tế của Cộng sản Việt Nam đã có hình thức là phạt bổ sung và tước quyền giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với vi phạm và sản xuất trong thời gian 3 tháng. Tiếp theo là bản tin cho biết sắp xét sự phúc thẩm đại án Ocean Bank. Chiều trưa ngày 18 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm đại án Ngân hàng Đại Dương. Trong phiên sơ thẩm vụ này hồi tháng 9 2017, cựu chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm bị tuyên án chung thân. Cựu tổng giám đốc Ocean Bank Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên tử hình. Cả hai ông này đều bị kết tội tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều hành nhà băng, ông Hà Văn Thắm và ông Nguyễn Xuân Sơn cùng 49 đồng phạm đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất ngoài hợp đồng và chi lãi suất vượt trần. Các sai phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà băng này và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Ocean Bank bị thiệt hại là gần 2.000 tỷ đồng, tức là gần 90 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, thành phố Sài Gòn gắn camera lớp học tại nơi từng xảy ra bạo hành trẻ em. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn Nguyễn Thị Thu vừa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2018 đến năm 2019 lắp camera ở các nhóm trẻ lớp mẫu giáo, cả tư thục và công lập. Động thái này được thành phố Sài Gòn đưa ra trong bối cảnh liên tiếp xảy ra việc bạo hành trẻ em khiến cho dư luận bức xúc, giảm uy tín của ngành giáo dục. Điển hình là hồi tháng 11 năm 2017, bà Phạm Thị Mỹ Linh, chủ cơ sở mầm non, mầm xanh của quận 12, cùng hai bảo mẫu khác đã đánh đập hơn 20 trẻ em trong các bữa ăn. Nhiều bé bị tát vào mặt liên tiếp, bị đánh bằng muỗng múc canh, đập bình nhựa vào đầu, thậm chí ném vào tường, đạp vào bụng. Sau khi bị bắt, bà Linh cho hay rằng các cháu bé hiếu động, không nghe lời nên phải đánh để cho các bé ngoan. Bà này và hai bảo mẫu sắp bị đưa ra xét xử về hành vi hành hạ người khác. Theo thống kê của Sở Giáo dục, thành phố có trên 50% trường tư thục với hơn 1.800 nhóm lớp mầm non. Nhân sự ngành giáo dục còn nhiều khó khăn trong việc quản lý. Đại sứ quán Hoa Kỳ thông tin về trường George Washington International School. Thưa quý vị, mới đây, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã cung cấp thông tin đến báo chí về tính pháp lý của trường George Washington International School đã liên kết đào tạo tại 16 cơ sở giáo dục tại Việt Nam và đang bị truy tố là trường ma tại Hoa Kỳ. Theo đó, trả lời báo chí Việt Nam, bà Karen Tang, trợ lý tùy viên văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, chính phủ Hoa Kỳ chỉ có thẩm quyền và khả năng giám sát những trường được thành lập và hoạt động trên đất Hoa Kỳ và không được quyền giám sát các trường hoạt động bên ngoài lãnh thổ của quốc gia này. Đối với trường George Washington International School, Đại sứ quán Hoa Kỳ chưa tìm được thông tin về trường này tại bất cứ nguồn thông tin chính thức nào. Trên website của trường có đề là trường được chứng nhận và được công nhận bởi Bộ Giáo dục bang Florida cũng như bang giáo dục thuộc Bộ Giáo dục của tiểu bang Florida. Tuy nhiên, không có bất cứ thông tin nào về trường trong danh sách các trường tư của Bộ Giáo dục tiểu bang Florida. Trước thông báo này từ phía Đại sứ quán Hoa Kỳ, phía Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục làm rõ để bảo đảm quyền lợi cho học sinh. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo có liên quan đến giải trí cho biết ban nhạc The News đã hủy bỏ tour diễn. Nam ca sĩ Huey Lewis và ban nhạc The News vừa tuyên bố hủy bỏ tất cả những ngày trình diễn còn lại trong tour lưu diễn năm 2018 vì thủ lĩnh của nhóm gặp phải một số vấn đề về thính giác. Trong một phát biểu đưa ra cùng ngày, danh ca Huey Lewis cho biết
anh đã đột nhiên mất đi thính giác trước thềm chương trình đại nhạc hội ở Dallas. Bác sĩ đã chuẩn đoán Lewis đã mắc phải căn bệnh Meniere's disease. Hậu quả của bệnh là khiến cho Huey Lewis không thể hát và phải ngừng biểu diễn cho tới khi điều trị xong. Ban nhạc The News bắt đầu chạm tới đỉnh cao danh vọng vào thập niên 1980. Họ được biết đến qua các nhạc phẩm để đời như là The Heart of the Rock and Roll, Start With You và Power of Love. Thưa quý vị, đại nhạc hội Coachella chính thức diễn ra tại tiểu bang California. Người hâm mộ từ khắp nơi trên toàn quốc cùng nhau quy tụ về thung lũng Coachella thuộc thành phố Indio của tiểu bang California để tham dự đại nhạc hội Coachella Festival thường niên năm 2018. Như thông lệ, chương trình sẽ diễn ra vào hai dịp cuối tuần bắt đầu từ ngày thứ Bảy 14 tháng 4. Nhiều người dựng lều ngay ngoài trời gần sân khấu trình diễn của các ca nhạc sĩ để tiện việc đi lại. Chương trình năm nay sẽ được mở màn bởi nữ ca sĩ Beyoncé. Dựa theo yêu cầu của bác sĩ, nữ ca sĩ này sẽ không tham gia trình diễn tại đại nhạc hội Coachella vào năm ngoái và điều này đã khiến cho nhiều người thất vọng tràn trề. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết cho ngày thứ Hai, ngày 16 tháng 4 năm 2018. Và kính thưa quý vị, phần dự báo thời tiết được bắt đầu với thành phố Boston. Mưa từ buổi sáng dự báo lên đến 100%, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 50 và thấp nhất là 43 độ, gió đông thổi mạnh với vận tốc từ 25 cho đến 30 dặm một giờ. Tại New York City, mưa cũng dự báo ngay từ buổi sáng và lên đến 100%, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 57, thấp nhất dự báo ở mức 42, gió đông nam thổi từ 15 cho đến 20 dặm một giờ. Tại Washington, D.C., bầu trời có nhiều mây âm u và mưa dự báo lên đến 70%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 57 và thấp nhất là 41 độ, gió Tây thổi từ 15 cho đến 20 dặm một giờ. Tại Atlanta, bầu trời nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất 57 và thấp nhất là 41 độ, gió Tây Bắc thổi từ 15 cho đến 20 dặm một giờ và trong ngày khô ráo không có mưa. Tại Orlando, tiểu bang Florida, khí hậu tuyệt đẹp với nhiệt độ cao nhất 72 và thấp nhất dừng ở mức 54 độ. Gió Tây Bắc thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và mưa dự báo chỉ 10%. Trong khi đó, Chicago có thể sẽ có tuyết rơi trong ngày và dự báo vào khoảng 50%. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng 37, thấp nhất là 28 độ. Gió Tây Bắc thổi từ 15 cho đến 20 dặm một giờ. Chuyển sang Dallas tại tiểu bang Texas, trời trong và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất là 81 và thấp nhất là 59 độ. Gió Đông Nam thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, trong ngày khô ráo không có mưa. Tại Houston, bầu trời chủ yếu là nắng với nhiệt độ cao nhất là 80 và thấp nhất là 59 độ. Gió Đông Nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và buổi chiều dự báo mưa chỉ 10%. Tại Seattle, mưa dự báo cũng từ buổi sáng và dự báo 70% với nhiệt độ cao nhất là 49 và thấp nhất là 43 độ. Gió Nam thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. San Jose, mưa cũng từ buổi sáng và dự báo 70%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 57 và thấp nhất dừng ở mức 44. Gió Tây Nam thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Và cuối cùng là tại Los Angeles, mây rải rác và nắng nhẹ trong ngày, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 66, thấp nhất là 48 độ. Gió Tây Nam thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và dự báo mưa chỉ vào khoảng 10%. Và bản tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Xuân Nam và Thiện Hạnh. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị.